đô thị một giây 999 ngã thị nhất quyền siêu nhân mỗi giây 999 toàn bộ thuộc tính. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Mới từ trường học bên cạnh khách sạn lớn bên trong ra, vương hạo một mặt phiền muộn. Ha ha, quả nhiên tục ngữ nói không sai, tốt nghiệp quý chính là chia tay quý, 3 năm tình cảm, rốt cục vẫn là thua với hiện thực vương hạo đi tại đại học thành sạch sẽ gọn gàng ven đường bên trên trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi tại trong tiệm cơm trên bàn cơm tự mình nói ba năm tình cảm bạn gái thế mà dẫn đương nhiệm bạn trai đi vào trước mặt mình chỉ mình nói chia tay một khắc này hắn có thể cảm giác được những người chung quanh xem cái này tự mình trong ánh mắt cũng tràn ngập thông cảm cùng thương hại hương vị nguyên lai like đây chính là nàng ở trong điện thoại nói xong kinh hỉ một đôi chó nam nữ. Chó nam nữ a, à, Vương Hạo nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới mình bình thường thích xem tiểu thuyết mạng bên trong kiều đoạn, hiện tại tự mình sống sờ sờ kinh lịch một lần, đáng tiếc tự mình nhưng không có nhân vật chính mệnh. Chỉ sợ đời này đều không thể đem chàng tử tìm trở về. Người nam kia trong nhà có tiền có thế, tại bản địa còn có một nhà rất có danh khí công ty, bình thường lái xe đều là Mercedes BMW đổi lấy đến, ngẫu nhiên còn lái một chút Ferrari Lamborghini. Đoán chừng hắn cũng chỉ bất quá là chơi đùa mà thôi đi, đáng thương lại đáng hận nữ nhân, còn đắm chìm trong trong tưởng tượng không đô thị một giây 999 ngã thị nhất quyền siêu nhân còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Lấy lại tinh thần, Vương Hạo phát hiện chung quanh càng ngày càng loạn, vô số người đi đường và số lượng xe cũng bị trước mắt cái này một tình huống làm mộng bước. Mọi người thậm chí tưởng rằng tập kích khủng bố đến, cả đám đều thét chói tai vang lên chạy tán loạn khắp nơi, cũng rất ít chú ý tới trong hầm đứng đấy Vương Hạo. Vương Hạo Chính nhìn xem thủ trưởng, cảm thụ được thể nội y nguyên còn tại không ngừng tăng trưởng lực lượng, không biết rõ lúc nào là cái đầu, mà lại cái này một bàn tay tạo thành hậu quả. Nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp, một bàn tay liền hoàn thành bốn giết thành tựu. Một bàn tay liền hủy đi một chiếc xe hơi. Một bàn tay liền đánh ra một cái hố to. Giết người, phá hư tài vật, phá hư của công, trọng yếu nhất là giết người a làm một thế kỷ mới ba thanh niên tốt vương hạo đừng nói là giết người đánh nhau cũng không có mấy lần nhưng bây giờ lại có bốn đầu sinh mệnh cứ như vậy không dù là mấy người kia nhìn cũng cũng không giống là người tốt nhưng trung quy là sinh mệnh a à, chạy tranh thủ thời gian chạy thừa dịp hiện tại nếu không chạy liền phiền phức Vương Hạo ý nghĩ này cùng một chỗ, dưới chân một lần phát lực, lập tức trong hố lớn lại truyền ra oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lộ diện cũng lần nữa bị chấn khai hơn 10 mét mà hắn thân ảnh. Đô thị một giây 999 ngã thị nhất quyền siêu nhân hình người tai hại sinh ra. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đô thị một giây 999 ngã thị nhất quyền siêu nhân nhảy một cái nhảy ra hố trời nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cảnh sát động tác thật đúng là nhanh a à, thế mà nhanh như vậy tìm đến ta vương hạo nhìn trước mắt một võ trang đầy đủ các đặc cảnh không khỏi gượng cười lúc này cái này đặc công bên trong đi tới một vị thân hình cao lớn đội trưởng hắn một bên dùng đen ngòm chỉ vào nằm tại trong hầm vương hạo vừa lên tiếng nói rốt cuộc tìm được ngươi kinh khủng người chế tạo sợ kinh khủng người chế tạo Ta mẹ nó nhanh như vậy đã có loại này nghiêu bức hống hống xưng hào sao? Vương Hạo một mặt mộng, mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào làm được nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy tạo thành thành thị tập kích khủng bố người chính là ngươi, đội trưởng lạnh lùng nói. Tại cục trưởng Vương An dân đích thân tới hiện trường tiến hành loại bỏ về sau, bọn hắn rất nhanh liền tìm ra kẻ cầm đầu tung tích trên thực tế vương hạo mặc dù không có đang theo dõi bên trong lưu lại cái gì rõ ràng vết tích nhưng trải qua hiện trường thăm dò về sau người sáng suốt một cái liền xác định hắn hoạt động quỹ tích bọn hắn thông qua trên đường đi bị vương hạo kia mạnh mẽ đâm tới thân ảnh xô ra đến rõ ràng vết tích lập tức liền phái ra đặc công theo manh mối lại tới đây chỉ bất quá, khác đội trưởng cùng cái này các đặc cảnh không thể nào hiểu được là, gia hỏa này là như thế nào tại dọc theo con đường này chế tạo nhiều như vậy như thế đại phá hỏng. Người trẻ tuổi, không nên khinh cử vọng động, ngươi bây giờ đã bị nhóm chúng ta vây quanh. Nhóm chúng ta Vương trưởng cục đang mang theo cái khác cảnh sát vũ trang chạy đến, hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngươi trốn không? Chờ lấy đi trong cục bàn giao phạm tội sự thật đi đặc công đội trưởng rất có khí thế nói. Đối mặt lại này tình huống, cả tòa thành thị công an cùng cảnh sát vũ trang đặc công đều đã xuất động tới bắt Vương Hạo, từng cái đoạn đường đều đã thiết hạ nghiêm mật chặn đô thị một giây 999 ngã thị nhất quyền siêu nhân nhóm chúng ta lão đại muốn gặp ngươi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trên mặt đất, cục thành phố cục trưởng Vương An Dân dẫn theo một đám thủ hạ rốt cục đuổi tới hiện trường về sau, lại nhìn thấy trước mắt một cái to lớn hố trời. Đặc công các đội viên cả đám đều không biết làm sao bộ dáng lập tức liền ăn giật mình. Lý đội trưởng, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Mục tiêu người hiểm nghi đâu? Vương An Dân đổ ập xuống liền hướng phía đặc công đội trưởng tra hỏi. Đặc công đội trưởng chỉ chỉ kia khoảng chừng hơn 30 mét đường kính to lớn hố trời, cười khổ nói